Hôm qua em Tuấn có xử lý một cái bản test rồi, những cái bản test đấy là em Tuấn chỉ là đánh nguyên cái đôi loa này thôi. Em báo với các bác là của con âm ly nhé, con âm ly audio MT21, con này có mức giá là 999k. Các bác dùng điện 12V nhá. Đây, DC của nó từ 12V đến 24V. Các bác có thể độ chế lắp trên xe ô tô, xe khách, xe con, xe tải, xe máy cũng được luôn. Đấy. À, con này là từ 12V đến 24V và không quá 10A, không quá 9A. Ok chưa? À, công suất của em nó thì thông báo đây. Và các bác cứ gõ cái model này lên thì đa số là người nước ngoài, đa số là tiếng Tây người ta độ nhiều thôi. Cái này là bên bên nước ngoài mà. Những cái mặt hàng này mới em có nhập về cho các bác thì em ship từ nước ngoài về đây. Ship từ nước ngoài về và họ để nó lung tung ra, mình phải lắp ghép nó lên cái hộp này này. Đây này, họ để như này. Để em cầm cái gói phụ kiện này bác. Đây. Khi mua từ bên nước ngoài về là họ đưa cho một cái bảng mạch như này, tất cả về là mình phải lắp ghép bác nhé, lắp ghép tất cả chi tiết đấy. Mà cái này thì bác nào cũng có thể lắp được thôi, bởi vì nó theo bộ của nó rồi, lắp được hết. Mà chả thích lắp thì em lắp cho thử, nó nhanh mà, nó chỉ 1 phút 2 phút là xong đấy. Thì với bộ như này thì để cho bác mức giá là 299k, gọi là bán để lấy tương tác cho các bác thích độ chế đấy. Nhưng mà đặc biệt là công suất không đùa đâu bác nhá, công suất của em nó là 50W cộng 50W mỗi một loa đấy. Và đặc biệt là nó có một cổng súp riêng. Hôm nay em Tuấn sẽ test con súp này cho các bác luôn này. Đấy. Mời các bác vào nghe nhé. Test cả súp luôn. Và chút nữa em sẽ test tách luôn. Em đang phát không dây vào con âm ly luôn đấy. Con này nó có hai cầu loa và một cầu súp ở chính giữa luôn. Bỏ loa đi nhá. Giờ em sẽ bỏ loa đi. Và em sẽ cắt riêng con súp để cho bác nhìn. Đây con súp này bác nhá. Này. Thế này mà nó vào bác ạ. Thế này nó vào trong thùng súp thì khỏi phải nghĩ. Đây là do cái con loa súp này nó nằm ở ngoài. Các bác đây. Đây. Các bác phải lắp cái mặt này nó vào một cái thùng. Đợi em chút nhá, em kiếm cái thùng cái bát gì. Thế nhá, em sẽ lấy cái gì nhỉ? Bác nhìn màng nó rung như này đúng không? Thì em cho lại đây lấy cái ca, tạm cái ca bác nhá, này. Đấy. Thấy chưa? Phê chưa ạ? Khi nó có bác nghe thấy chưa, đấy khi có loa cộng hưởng vào nó khác không bác. Thì em để thử nó vào một cái ca nhá, thấy chưa ạ? Ừ. Không giữ tay này, nó rung ấy. Ok chưa? Và khi mình nhấc ra ngoài này thì nó chả có vị gì nữa, bởi vì nó không có thùng cộng hưởng mà bác. Con súp này các bác nào mà đổ luôn vào xe máy dù phê nhỉ, xe máy hoặc xe ô tô con luôn. Đây nhá, có thể cắt cái dải trầm thật sâu bác nhá. Này, mềm nhũn đấy, thấy chưa? Màng vẫn rung bác nhìn thấy chưa, những êm ru.
test cho bác đi nhé. Đây, bây giờ em cắt nhé. Em đấu thêm vào nhé. Em đấu thêm cả loa ngoài vào nhé. Thế nó mới thích. Test nó phải thế nó mới thích. Đấy. Chạy cả loa cả khúc luôn. Volume này là vừa là to nhỏ và vừa là tắt nguồn luôn ạ. Vừa rồi em Tuấn test cho các bác chiếc âm ly mini. Chiếc này các bác độ chế thoải mái nhé. Em cố tình em test như vậy để cho các bác biết là nó sử dụng được như thế nào. Mức giá thì em báo rồi, 299k một chiếc này. Con này có cho thêm cả nguồn đi rồi để chạy điện 12V luôn nhé. Điện chạy từ 12V đến 24V. Mức giá 299k. Đây. Bác chú ý hộ em này. Nó có cổng R và L này. Cổng này là cổng loa này. Còn cổng S đây là cổng súp nhé. Cổng S là cổng súp. Đấy, cổng S là cổng súp. Và nó có volume tăng giảm của súp riêng luôn. Bác nào nhu cầu liên hệ với em Tuấn nhé. Chào các bác. Đấy. Thật ra cố tình test như vậy để cho các bác biết rằng chất lượng nó như thế đấy. Được chưa? Còn bác nào muốn lấy súp này thì cũng báo cho em Tuấn nhá. Con súp này có cả súp luôn ạ. Ở súp này đường kính của em nó tầm khoảng độ bao nhiêu? 13. 23 thôi. Phải không ạ?